Hello, chào các bác nhé. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ổ điện 3 tầng nhé. 1, 2, 3 này. 3 tầng và nó sẽ có cho các bác là 4 mặt. 4 mặt, mỗi mặt thì đều có công tắc như này. Đấy. Thì con này vị trí của nó sẽ có là 3 ổ USB, 3 công tắc đóng ngắt và mỗi tầng này thì nó sẽ là một công tắc độc lập như này. Dòng anh cái dây điện. Mỗi tầng một công tắc độc lập nha, và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 3 4 12 ổ cắm luôn. Nó sẽ có 12 ổ cắm và nguyên cái dây này của nó thì nó sẽ dài là 2 mét rồi. Dây này là dài 2 mét nhá. Dây to dài 2 mét, có cho các bác là 3 ổ cắm luôn các bác nhá. 3 ổ cắm một tầng, tổng nó có 12 ổ cắm. Có đèn báo nhá. Đấy, công tắc đóng ngắt có đèn báo và có cả chân USB như này. Con này thì nói chung là dùng thì bao ngon luôn, bao ngon, bao chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây sẽ có cho các bác là 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này. Tổng nó sẽ có là 12 ổ cắm này, 3 chân USB. Có công tắc đóng ngắt của từng ổ một. Đấy, có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt cả bên USB. Dây thì dây lõi to khá là dài nhá. Dây lõi to, dài tầm khoảng 2 mét. Con này thoải mái sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá thì sẽ là công suất của nó là 2.500W này. Ổ điện 3 tầng. Ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng, giá của nó sẽ là 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này, 150.000 các bác nhé. Đó, hàng rất chất lượng, giá hợp lý luôn. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dòng điện thoại này. Đầu tiên thì nó sẽ là con điện thoại Nokia 1 SIM. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho con điện thoại 1 SIM như này các bác nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 160k một em. Đó. Con này là con 1 SIM. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là con 2 SIM. Cầm cho anh cả con 3 SIM, 4 SIM này. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái mã điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM sẽ là 160.000, hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, điện thoại 1 SIM. Con này thì nhỏ gọn tiện ích. Các bác có thể dùng, pin của nó thì cũng khá là trâu luôn. Các bác có thể dùng để mình điện thoại thì sẽ đầy đủ cho các bác là một điện thoại và một cục sạc và một pin nhá. Một điện thoại, một sạc, một pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Đây, Nokia. Bàn phím nổi, dễ sử dụng. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Lên theo là điện thoại 1 SIM 160.000 này. 1 SIM 160.000. Tiếp theo là con 2 SIM. 2 SIM thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con điện thoại 2 SIM như này. Con này thì cũng dùng rất là ngon luôn. Đấy, cũng đầy đủ pin, điện thoại và cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 2 SIM. Đây. Đấy. 2 SIM này các bác này. Đó, các bác lắp pin, lắp tiếp vào cho em nhá. 2 khai SIM nhá. Rất là ngon luôn. Con này thì sẽ là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM này. Điện thoại 2 SIM 230.000. Tiếp theo là em có về cho các bác cái con điện thoại 3 SIM nhá. Con 3 SIM này thì sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship luôn. Đó, 3 SIM. Con này thì to đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bác mua con 2 SIM 230 thì thêm lên một tí nữa. Đấy, thêm lên 30.000 nữa. Đấy, dùng con này cho em. Rất chất luôn. Pin của nó có thể liên tục cho em là từ 7 đến 10 ngày nhá. Đấy, dung lượng pin của nó là 2500 mAh, sử dụng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Và có 3 SIM luôn. Đây, 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ. Đầy đủ các cái linh kiện như này, bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là điện thoại 3 SIM. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. Đấy. Con 2 SIM đây là 230 rồi mà con 3 SIM có 260 thôi. Thì các bác cân nhắc mua con nào cho hợp lý nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài ba khe đỏ nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan này. Lên cho em là mài ba khe đỏ, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn, mài bén này. Đấy, sẽ có ba cái mài như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải tay nhá. Bàn chải tay. Con này thì giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho chiếc bàn chải tay như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình đánh rửa chân tay này, kỳ cọ này, rồi là vệ sinh nền sàn nhà, rồi nói chung là giặt quần giặt áo đều ok hết. 15k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi cảm biến hai đầu như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Các bác xoáy vào một cái đuôi cũ này. Đây, ở nhà các bác có cái đuôi cũ thì các bác xoáy vào cho em, sau đó thì các bác xoáy quả bóng vào. Đấy, xoáy quả bóng vào. Đấy, nó sẽ là dòng cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và người đi qua nó sẽ tự tắt nhá. Rất tiện luôn, về không phải đấu nối gì cả, chỉ xoáy vào cái đuôi cũ của các bác là xong.
lên mã giúp cho em, đó là đuôi cảm biến hai đầu nhá, đuôi hai đầu này, đuôi hai đầu, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 thôi, 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy. Đây nó sẽ làm cái hộp 5 mũi khoan tháp như này. Thì con này cũng rất là tiện luôn. Đó, kèm cây lấy dấu nhá. Thép của nó là thép gió phủ titan. Đấy, và kèm cây lấy dấu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 180.000 cho một cái hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cây lấy dấu như này luôn. Rất là tiện, 180k nhá, đây các bác này. Đấy, lấy dấu rất là ngon luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chổi lông phớt trần. Con này thì kéo dài được khoảng là 2m7, 2m8 gì đấy nhá. Thì các bác có thể kéo dài ra để mình phớt trần rồi lau các cái vị trí khác cũng rất là ok. Đấy, trên trần trên điếc, nói chung là con này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Đây. Đấy, chiều dài của nó thì rất là nhỏ xinh nha các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dạng lông là lông tĩnh điện nhá, lông tĩnh điện như này. Đây. Đấy, có thể là các bác có thể là gấp gấp như này được này. Đấy. Và các bác có thể xoáy vào đây này, xoáy vào đây cho em. Đấy. Sau đó thì mình kéo dài ra. Con này thì nó sẽ kéo dài ra là được khoảng là đi đây. Đấy. Kéo dài ra được khoảng là 2m8, 2m8 này các bác này. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi bụi rồi màng nhện và nhức rất là ok nhá. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi mình gấp vào thì rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này nhá. 55.000 giá cực hạt rẻ cho các bác luôn, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái táo khô của Nhật nhá, táo khô của Nhật như này. Đây. Hạt to đều đẹp, quả to đều đẹp thế này. Đấy. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70k cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu rồi ngâm thuốc này rồi hãm nước uống trực tiếp cũng rất là ok nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái hắc lào long ben nhá, hắc lào long ben các bác này. Đấy, hắc lào long ben như này. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Hắc lào long ben nấm ngứa các bác dùng con này cho em, cực kỳ là nhạy luôn, 25.000 nhá. 25.000 cho một tiếp như này, hắc lào long ben nấm ngứa 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái ép tỏi này. Đấy, cái ép tỏi như này. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. 130.000 giá giảm cho các bác còn 110.000 cho một con ép tỏi như này nhá. 110.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, hôm nay về cho các bác giá chỉ còn 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Đấy, ép tỏi, các bác cho tỏi cho các cái loại hành này, hành tỏi rồi các cái loại gừng giết cho vào đây ép cho em. Đấy, Inox 304 Winling của Đức, ép cực kỳ là ngon luôn. Đấy, ép cái này nó ra nước dùng nó rất là thích nhá. Lên mã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá chỉ còn 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là các bác lên mã giúp cho em, đó là cái xịt lên cho em là cái bình xịt nhớt nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 40.000 trong con bình xịt nhớt này thôi. 35.000 nhá, giá cực tốt luôn. 35k một con bình xịt nhớt này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình xịt dầu xịt nhớt này, tra dầu tra nhớt cho em rất là ok. Vòi thì có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn nhá. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Lên cho em là xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cuộn dây điện vàng. Cuộn này của nó thì khoảng từ trên dưới 20m nhá. Trên dưới 20m, dây của nó là dây 1.5. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000. Đấy, ổ của nó là ổ đúc chống va đập nhá. Hàng của thương hiệu Tachi này, Tachi. Đấy, Japan các bác này. Đó, đây. Rất là ngon luôn, dây của nó rất là ngon. Dây của nó thì sẽ là dây 1.5 nhá. Dây 1.5 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng từ 20 đến 20 trên dưới 20 mét thôi các nhá. Đấy. Nói chung là vào khoảng 20 mét. Giá thì sẽ là 150.000. 150.000 lên cho là dây điện vàng 150k nhá, 150.000. Tiếp theo thì cái đồng hồ cái này. Em lên cho bác đó là cái con dao chặt hàng của thương hiệu Seki Japan nhá, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì siêu sắc bén cho các bác luôn, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 180.000 cho một con dao chặt như này thôi. 180k thôi nhá, 180.000 cho con dao chặt như này. Đấy, sắc bén đẹp này, hàng của Nhật này, Japan chữ khắc chìm luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon. Đấy, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng nhá. Con này các bác dùng để chặt thì rất là ok luôn. Giá sẽ là 180.000 thôi nhá. Tiếp theo thì cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan này.
các bác có thể dùng vừa để cắt vừa để cưa luôn. Đây, nó sẽ có đầu lưỡi cưa như này, có ốc vít viếc đầy đủ, về nhà các bác sử dụng đa di năng luôn, vừa cắt vừa cưa được. Giá sẽ là 130.000 nhá, kéo cắt cành trên cao 130k nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn, có dây các bác lắp xào vào đây cho em, lắp cái xào vào đây cho em là mình đưa lên là mình cắt thôi. Đây, nó đúng như trên hình như này, mô tả đây các bác này. Đó, đưa vào mình cắt rất là ngon luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái muỗm béo nhá, muỗm béo như này. Đây nó sẽ là một con muỗm béo như này, giá sẽ là 10.000 một chiếc này. Mua nam tặng 1, mua nam tặng 1, 10.000 một chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 7-8 cm, nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng là 4 cm. Đấy, con này thì dùng thì rất là thích luôn, cho trẻ em hoặc là các bác dùng rất là tiện luôn. Lên trên là muỗm béo này, giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một chiếc muỗm béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lên trên là cái đồng hồ báo thức nhá. Đồng hồ báo thức, giá của nó sẽ là đi bên em về được có mấy cái thôi, giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 35.000 trong con đồng hồ báo thức như này. Đấy, em đang bán một cái máy đồng hồ thôi, giá của nó đã là 40.000 rồi. Thế mà đây một con đồng hồ báo thức ngon như này, giá cũng chỉ có 35.000 thôi nhá. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em, pin con thỏ nhỏ nhá, lắp vào đây cho em. Đấy, lên cho em là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35.000 nhá. Đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35k. Đó, đồng hồ báo thức này, đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức giá sẽ là 35k nhá, 35k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giá xoay con này sẽ là 40.000 nhá. Con này tất cả của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, xoay tanh tách luôn, 360 độ này. Đấy, để điện thoại lên dùng rất là đã luôn các bác theo. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, để ngang để dọc đều được hết nhá. Đấy, cái trọng lực của nó đỡ rất là tốt luôn. Đấy, đứng nằm đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 40k nhá. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Con này bằng hợp kim cực kỳ xịn sò luôn. Giá xoay nhá, chất liệu bằng hợp kim như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi, 40.000 cho một con giá xoay như này, giá xoay 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt inox nhá. Đấy, thì con này thì các bác dùng để mình xịt lên các cái bề mặt mà bị han dỉ, bị thấm rột các bác này. Đấy, xịt rất là ngon luôn, nó sẽ là một cái dòng sơn inox sáng bóng như này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 80k cho một cái đợt này về cho bác giá 70.000 nhá, 70k cho một chai sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này, sơn inox giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini, con này thì nhỏ gọn, bếp ga gấp mini nhá. Bên shop có cho các bác là cả một cái mẫu bếp ga to nữa. Đấy, thì con này các bác lên cho em là bếp ga gấp mini. Đấy, bếp ga gấp mini như này nó có thể gấp gọn được nhá. Bếp ga mini gấp gọn này. Đấy, có đánh lửa tự động các kiểu con là điều luôn. Đấy, các bác đi du lịch thì mang cho em cái bình ga đi lắp ở đây cho em là xong. Đây. Đấy, rất là ngon như này. Đó, rất là chắc chắn nhá, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Lên cho em là bếp ga mini gấp gọn nhá. Bếp ga mini gấp gọn, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con bếp ga mini gấp gọn như này. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Phương ơi. Lấy nhanh cái bếp ga. Cái bếp ga loại to nhá. Cái này gọi là cái gì đấy? Bếp ga đơn to như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn to như này các bác này. 190.000. Con này thì các bác có thể mua để khu nhà trọ này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Hoặc là mua ở nhà các bác ăn lẩu mà muốn độ sôi nhanh. Đấy, cứ mua cho em bình ga mini về mình lắp vào cho em. Đấy, cũng có hệ thống là đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động rất là ngon này. Đấy, giá thì sẽ là 190k. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga đơn nhá. Bếp ga đơn này, bếp ga đơn, giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bếp ga đơn như này, nhỏ gọn tiện ích nhá. Hàng của thương hiệu Media đó, rất ngon lành cho các bác luôn. 190k. Đấy, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái phủ bạc đen nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc đen của Nhật 280.000 cho một một lọ này, và bên em đã bao ship đến tận nhà. Hàng thì cam kết cho các bác là hàng Nhật 100%. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa Nhật 100% luôn, cực kỳ chất lượng xịn sò, toàn bộ là chữ Nhật hết nhá. Hàng của Nhật và được chiết xuất từ các cái sâm này, rồi là các cái loại nấm này. Đấy, nói chung là mật ong này. Đó,
là một cái dòng dầu gội phủ bạc tự nhiên, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của nó khá là lớn, các bác có thể dùng được khá là lâu nhé. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này, nó có các cái khăn để cho các bác chùm đầu này. Đó, rất là tiện ích luôn. Một lọ này của nó là 350ml các bác nhá. Các bác về chỉ việc là nhét cái này vào đây cho em này. Sau đó thì mình mở cái nắp này ra đẩy lên là dầu nó sẽ đẩy lên cho các bác luôn. Đó. Thì nói chung là các bác chưa biết sử dụng thì mình có thể vào trong YouTube. Đó, mình xem hướng dẫn sử dụng dầu gội phủ bạc là nó sẽ ra. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lắp vào đây cho em này. Sau đó thì cái dầu nó sẽ lên ở cái đầu, cái lò lên ở cái đầu lược này. Đó, sau đó thì các bác cứ trải này cho em. Đó, thì các bác cứ trải này, sau đó thì mình sẽ để cho em là từ 10 phút. Đấy, tầm khoảng 10 phút sau đó thì mình gội lại bằng nước bình thường. Đấy, nó sẽ là dầu gội đầu thôi. Dầu gội đầu nhưng mang tính chất là phủ bạc cho các bác nhá. Đấy, che đi các cái bạc, phần tóc bị bạc đây. Hàng có địa chỉ, thương hiệu rõ ràng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Lên mã giúp cho em đó là dầu gội phủ bạc 280.000 nhá. Tiếp theo sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng, đó là cái thuốc xịt giảm đau của Nhật nhá. Đấy, xịt giảm đau của Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. 150.000 nhá. Xịt giảm đau 150.000. Hàng này của nó cũng là hàng 100% là nội địa Nhật cho các bác luôn. Mã tem, mã mạch, mã code đàng hoàng, made in Japan cho các bác nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì khi các bác sử dụng thì bóc qua cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái lọ như này. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra. Sau đó thì ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái phần này. Các bác ấn như này thôi. Đấy, ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ lên này. Đấy đây. Ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ ra nhá. Đấy, thì các bác cho trực tiếp. Đấy, mình nhấn như này, nhấn trực tiếp vào cái chỗ nào của mình nó bị đau nhức nhá. Đấy. Đau mỏi cổ vai gáy rồi thắt lưng các kiểu con là điều luôn. Thì các bác cứ nhấn vào cho em là xong. Đây. Đấy, các cái phần lưng này, hông này, đấy, vai gáy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xịt giảm đau nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Dung tích của nó sẽ là 85ml, các bác dùng rất là thích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái xà phòng Nhật nhá. Xà phòng Nhật 40k cho một bánh, lên cho em là bánh xà phòng nhá. Đấy, bánh xà phòng Nhật sẽ có cho các bác là hai hương, đó là hương hoa nhài, một loại là hương hoa nhài và một loại là hương hoa tự nhiên, rất là thơm luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình rửa tay này, tắm này. Đấy, tắm gội rửa tay đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bánh xà phòng Nhật nhá. 40.000 một bánh như này, 40.000 một bánh. Và nếu mà các bác mua 3 bánh thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 3 bánh. Mua lẻ thì sẽ là 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Hàng cũng là hàng 100% made in Japan luôn. Đấy. Hàng của Nhật, và hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở nước thứ ba, đó là sản xuất ở Malaysia các bác này. Sản xuất ở Malaysia. Đó, hàng của Nhật và sản xuất ở Malaysia các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k thôi, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, một lọ này của nó thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này nhá. Đấy. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Một lọ này thì của nó thì sẽ tích hợp rất là nhiều các cái nguyên tố, các cái vitamin E, B6, natri và kali đấy các bác. Đấy, nói chung là E, B6, Na và K. Còn các bác đọc như nào thì tùy. Đó, và đây là một cái dòng thuốc nhỏ mắt như này. Đó, đây. Lọ của nó đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một một thuốc nhỏ mắt như này. Đây. EAB6 này, NA này, K này. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thông cống nước này. Thông cống nước, hàng này của hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đường cống ống rãnh các bác bị tắc này, bị tóc này, bị vẩn bám này, hoặc là bị váng dầu mỡ này, các bác dùng con này cho em. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là nhạy luôn và rất là sạch và thơm nhá. Hương thơm tự nhiên rất là thơm. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Giá thì sẽ là 60k cho một lọ, một chai bột thông cống như này nhá.
Đấy, lên cho em là thông cống nước vàng nhá, thông cống nước vàng. Giá của nó vỏ nó màu vàng nên anh em là lên thông cống nước vàng, thông cống bằng nước và màu vàng. Thông cống nước vàng giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bột thông cống này. Con này thì cũng là hàng của Nhật luôn. Đó, và con này thì sẽ là dòng của bột nhá. Lên cho em là bột thông cống, giá của nó sẽ là 25.000 cho một chai bột thông cống như này. 25k cho một cái lọ bột thông cống như này, giá sẽ là 25.000 thôi nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái đũa sứ của Nhật này, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi. Chất liệu thì bằng sứ mà các bác biết rồi. Sứ thì là một trong những cái dòng sản phẩm cực kỳ là dùng cực kỳ là an toàn luôn. An toàn, sạch sẽ rồi không bị gọi là không bị vi khuẩn xâm nhập nhá, không bị vi khuẩn xâm nhập. Màu thì màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Màu trắng sữa rất là đẹp như này. Có điểm siết các cái màu điểm nhấn. Giá thì sẽ là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này nhá. Con này các bác dùng thì rất là thích luôn. Thứ nhất là nhanh khô, thứ hai là không gây nấm mốc rồi các cái vi khuẩn xâm nhập. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, 55.000, 55k lên cho là đũa sứ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng này thì nó sẽ có hai loại, hàng của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàn Quốc thì kem này nó sẽ là 120g. Đấy, hàng made in Korea của Hàn Quốc 120g. Đây. Đấy, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc này. Con này là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. Đây. 40.000 cho một lọ như này con này. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. 40k cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đó. À, của nó thì nó sẽ là 120g. Đây. 40.000 cho một lọ, 120g. Đây. Và nhá. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Chuyên làm trắng răng. Tiếp theo thì sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. 60.000 cho một lọ. Kem đánh răng của Nhật này, cũng là hàng made in Japan luôn. Đó. Con này của nó thì sẽ là 180g nhá, 180g. Giá sẽ là 60k. Con này thì chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Một dòng là chuyên làm trắng răng, một dòng là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Giá sẽ là 220.000. Các bác lên cho em là trà sâm 220.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này, hàng của Hàn Quốc, made in Korea, 100% là nội địa Hàn Quốc, hàng sách tay. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một hộp như này 100 gói luôn nhá, 100 gói luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 100 gói nhỏ như này. Một hộp là 100 gói nhỏ như này. 100% là chiết xuất từ sâm Hàn Quốc nhá. Đấy. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc luôn. Đây. Korea. Đấy. 100% là sâm tự nhiên Hàn Quốc. Cực kỳ là tốt cho sức khỏe luôn. Các bác nào bị ốm này, mệt này, rồi tình trạng sức khỏe gặp vấn đề này. Đấy. Khó ăn này, ăn không ngon này, ngủ không sâu giấc thì các bác dùng cái sâm này cho em, rất là tốt luôn. Hoặc là bác nào đi tàu, đi xe, lái tàu, xe mệt dùng cái này cho em, rất là ok luôn. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 100 gói luôn. Giá sẽ là 220.000, tính ra vào có 2.200 gói thôi. Đấy, một ngày các bác cứ dùng liên tục cho em khoảng 2 gói. Đấy, dùng liên tục cho em hết thì mình lại dùng cho em khoảng 3 hộp như này. Đấy, tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện được ngay các bạn. Đấy, đặc biệt là bác nào ốm mệt, vừa ốm dậy này, mổ đẻ các kiểu con là điều luôn, dùng được hết nhá. 220.000 trong hộp sâm của Hàn Quốc như này. Các cái tỷ lệ dưỡng chất của nó rất là nhiều luôn này. Đấy, đây. Made in Korea, giá thì chỉ có 220.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái kẹo sâm. Con này cũng rất là tốt luôn. Đó, 100% là chiết xuất từ sâm tự nhiên. Giá sẽ là 90.000, dung tích của nó sẽ là 5 lạng. 5 lạng cho một gói kẹo sâm như này nhá. Đấy, cũng là hàng của Hàn Quốc này, made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, con này cũng rất là nhiều các cái thành phần vi lượng và khoáng chất nguyên tố này. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000 cho một gói như này, sâm tự nhiên này, 90.000 cho một gói, bao gồm cho các bác là 5 lạng, 5 lạng một gói như này. Dùng ăn thì đã đời luôn đó nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình lái tàu, lái xe này. Đấy, mệt mỏi buồn ngủ. Lấy cái này ra ngậm cho em, rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái túi nam các bác này. Đấy, túi nam đây.
Thì con túi này nó sẽ là một con túi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi phượt này, đấy, hoặc là đi đâu cũng được. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là túi nam nhá. Đấy, con này thì bên shop đang bán là 110.000. Đợt này về cho các bác cái giá đó, về cho các bác cái giá tốt luôn, 110.000 các bác nhá. Đó, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn phụ bên trong này. Đấy, các ngăn phụ bên trong như này các bác này. Đấy, ngăn phụ bên trong như này. Và có rất là nhiều ngăn bên ngoài nữa này. Đấy, ngăn bên ngoài đây. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội. Đấy, quay quay đeo quay xiếc các thứ đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Lên mã giúp em đó là túi nam nhá, túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một con túi nam như này, túi nam 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách này. Cặp sách 120.000 cho một con cặp sách như này. Đấy, chuẩn bị các em nghỉ hè lại bắt đầu vào năm học mới nhá. Cặp sách của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là dòng chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, cặp sách Nhật chống gù lưng rất là tốt luôn. Ngăn to như này nhá. Đấy, bây giờ mà các em mà đeo cái cặp sách ngang ấy là không nên. Cặp ngang ấy là nó hay bị gù lưng các bác nhá. Đấy, tại vì là cái chiều ngang của nó nhiều, nó kéo cái phần lưng của các em vào, nó hay bị gù lưng. Thì đa số bây giờ là người ta thiết kế cái kiểu cặp theo kiểu hình dọc như này. Đấy, hình dọc như này. Đấy, và có những cái phần lót đệm như này để chống gù lưng rất là tốt luôn. Đấy, cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách chống gù lưng 120.000 một chiếc này thôi, 120.000. Các bác có thể mua để làm quà cho các em rất là tốt luôn. Hàng đẹp, chất lượng, mua để làm quà cho con cái nhà mình hoặc là sinh nhật cho các cháu rất là ok. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 mua hai cái trở lên là bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vặn ống nước, ống điếc đấy. Nhà bác nào cũng có ống nước mà cần phải sửa chữa. Độ mở của nó là lên tới 68 cm. Đây, 68 mm nhá, 68 mm. Đấy, 68 mm. Rất là rộng luôn. Con này thì dùng rất là đã, nhỏ gọn thôi. Thì các bác dùng, nhà bác nào cũng có đổ nước. Đổ nước là bắt buộc phải dùng con này. Đấy, để mình sửa chữa. Mà ống cơ bản là ống 68 đã là những cái loại ống khủng rồi. Thì dùng con này rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm nước nhá. Kìm nước giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Cà lê nước giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. 55.000 cho một con cà lê nước như này nhá. Đấy, 55k. Đó, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối nhá. Mũ cối này. Đấy, hàng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, mũ cối như này. Đấy, hàng thì từ năm 1966 nhá. Đấy, mũ cối 1966 này. Đấy, công ty này của nó tương đối là lâu đời nhá. 1966 đây. Đấy, 1966. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất của nó là chất fit các bác này. Đây. Đấy, người em là 70 cân này. Em giẫm lên thoải mái luôn các bác nhá. Giẫm lên thoải mái luôn, các bác thấy không? Đấy, không có hề hấn gì luôn nhá. Người em 70 cân nhá. Giẫm lên thoải mái luôn. Con này thì các bác có thể dùng múc nước ok, không bị ngấm luôn nhá. Đấy, múc nước ok không bị ngấm. Chất của nó là chất fit nhá. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác là từ 200 đến 250 nhá. Đấy, 200 đến 250. Bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối hàng chất lượng như này. Lên mã giúp cho em là mũ cối nhá. Dây của nó sẽ là dây da nhá. Dây của nó là dây da. Đấy, dây da bò. Rất xịn sò cho các bác luôn, rất đẹp nhá. Mũ có sao sủng đào hoa, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. 130.000. Lên cho em là mũ cối 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng súng bắn đinh nhá. Đấy các bác nhá, súng bắn đinh như này. Con này thì giá của nó sẽ là 100 lên mã giúp cho em đó là bắn đinh vít nhá. Giá của nó sẽ là 240k cho một cái bộ súng bắn đinh vít như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các chi tiết này. Đấy, đầu cò, đầu kiếc, rồi đầu súng nó xiếc đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng bắn đinh vít như này nhá. Đấy, các bác bây giờ không cần phải dùng khoan nữa, mình chỉ cần đặt cái súng này vào bóp đánh bò một cái là xong. Đó, súng bắn đinh vít 240.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy, rút ra rút vào rất là ok. Giá chỉ có 10k cho một con gãi lưng này thôi nhá.
10.000 cho một con gãy lưng như này. Rút dài được lên tới khoảng 50 cm luôn các bác này. Đấy. Rút dài lên tới khoảng 50 cm luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác nhá. Đó, có đầu như kiểu kẹp bút này để các bác có thể bỏ túi này. Đấy. Rút rất là dài luôn nhá. 10.000. 10.000 cho một cái gãy lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái mặt chống xước, các bác về thì các bác dùng bóc cái dây bóng ra cho em. Đó, có đèn sáng đàng hoàng. Có đèn sáng rất là đẹp luôn. Và rất là nhiều các cái chức năng đi kèm nữa. Đấy, đều là có nút bấm hết nhá. Đó, rất là tiện luôn. Có cả bấm giờ thể thao rồi, nói chung là đầy đủ các chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, đèn sáng đàng hoàng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên cho em là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k cho con đồng hồ thể thao như này. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề của Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Giá sẽ là đây, một con thùng đồ nghề chất lượng như này các bác này. Đấy. Con thùng đồ nghề cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 4 5 ngăn, có một ngăn to. Chiều cao của nó thì sẽ là 20. Chiều cao 20, chiều rộng 20 nhá. Cao 20, rộng 20 và chiều dài là 42. Đó, 41 42. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Một con thùng đồ nghề như này giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một thùng đồ nghề hàng của Đức như này. Đây, made in Germany nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Kéo ra kéo vào rất là ngon này. Đó. Rất ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là thùng đồ nghề giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vợt hoa quả nhá. Vợt hoa quả như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vợt như này, có sẵn cho các bác một cái vải như này. Khi các bác giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây. Đấy, giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây các bác nhá. Đấy. Giá là 25.000 những cái vợt hoa quả như này. Về nhà các bác chỉ cần là cho xỏ cho em cái xào vào đây thôi. Sau đó thì mình giật là cái quả nó sẽ lọt vào đây và từ những cái khe này nó sẽ rơi xuống nhá. Các bác có thể dùng để hái xoài này. Rồi các loại quả khác cũng ok. Đó, đường kính của nó thì vào khoảng là 10 cm. Vợt hoa quả 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước kẹp gem bằng cơ nhá. Thước kẹp gem bằng cơ. Một con thước kẹp gem bằng cơ như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho cái kẹp gem cơ này các bác này. Đấy. Giá sẽ là 150k nhá. Đấy, bằng cơ, hàng của Nhật này. Đấy. Lên cho em là kẹp gem cơ nhá. Kẹp gem cơ. Giá sẽ là 150.000, bên em có cả cái kẹp gem điện tử luôn, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ như này. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này nhá, 25k. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 cuộn chỉ này. 10 cuộn chỉ rồi kim rồi nói chung là đê đủ các thứ đầy đủ cho các bác luôn, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì cực kỳ khỏe luôn. Máy hút thổi bụi bằng điện, con này chạy siêu khỏe cho các bác luôn. Đấy. Con này chạy rất là khỏe nhá. Rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, bằng điện, công suất cực cao luôn và rất là nhiều đầu hút các thứ luôn. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các nhá. Máy to, chạy khỏe. Đầu hút đầu hiếc nhiều. Đây. Các loại đầu hút như này các bạn. Đấy. Đây. Chạy bằng điện rất là khỏe luôn và rất nhiều đầu hút luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đây. Đấy, dây của nó cũng khá là dài, khoảng từ 2 đến 3 mét. Con này bằng điện nhưng mà nó chạy rất là khỏe thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá thì sẽ là đây, cắm điện cho các bác xem này. Con này thì chạy khỏe lắm các bác. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu đã biết rồi. Này. Đấy là không? Đó, đấy. Chỉ cần test như này là các bác biết cái công suất của nó rồi nhá. Đây. Đây. Công suất của nó này các bác này. Này, bật lên nhá. Các bác thấy nó kéo cho bóng không? Công suất của nó là 1000W luôn, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy. Tháo ra thì các bác chỉ cần là nhấp cho em cái lẫy này để tháo ra này. Đấy, sau đó thì mình lại sập vào thôi. Công suất của nó là 1000W, rất nhiều các cái đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Đó, rất là nhiều nhá. Đấy, rất nhiều đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, 450 à? Hút bụi đại. Giá sẽ là 450k. Đó. 450.000 cho con hút bụi đại như này các bác này. Đấy, 450.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con
máy vắt cam nhá, máy vắt cam đó. Đây nó sẽ là một con máy vắt cam như này, rất là tiện luôn đấy, cũng chạy bằng điện luôn, con này cũng chạy bằng điện luôn, rất là tiện các bạn đó. Đây con này thì nó sẽ cũng sử dụng điện 220 luôn đây đấy, thì các bác chỉ cần nhấn điện là chạy thôi, đặt cam ở đây vắt là nó sẽ quay đó, và nước nó sẽ xuống lọt xuống cái ca này thì các bác có thể dùng để mình uống đấy, rất tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá, giá của nó sẽ là 100. Cái máy vắt cam này trăm mấy nhỉ? 190.000 nhá, máy vắt cam 190.000 đó. Lên mã giúp em đó là máy vắt cam 190k rồi. Ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhá, thuốc của Nhật đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này, thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác, cái giá cực kỳ là tốt luôn, nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này, và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng một nhá, giá thanh lý tri ân cho các bác luôn, 20.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi đấy. Đây rất là đẹp luôn, vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đá thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn, nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đá thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn, giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này, và mua 5 bên em sẽ tặng một nhá, mua 5 tặng một. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá, thuốc trị hăm cho bé này, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này, 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy, thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng đấy thì các bác bôi vào cho em. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bạn nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bách biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng, con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k trong típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bác này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá.
45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chị Hắc Lào Long Ben nấm ngứa nhá. Hắc Lào Long Ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị Hắc Lào Long Ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc Lào Long Ben nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc Lào Long Ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá, đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó. Thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn. Để co bôi trĩ xa, bôi trĩ trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bôi trĩ. Đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các bác trĩ nội, trĩ ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một típ như này. Lên cho em là kem bôi trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho xương típ, cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá. Lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn. Chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000. 70-80.000. Ném thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore này các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây, USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k.
Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ, giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá, 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng xách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, đau mỏi khớp, cổ chân, bắp tay rồi vai gáy dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ như này, 40.000 cho một típ như này các bạn này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn xách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bạn này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm nướu viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, có hai màu, màu xanh màu đỏ bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây. 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn. 350 ml các bác nhá. 350 ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đây mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá.
lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này, 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đó, các bác có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để đón nhận các cái video của bên em đăng tải lên, và cũng như là cập nhật các cái mã hàng cũng như là mã giảm giá bên em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác yêu quý em thì nhớ cho em xin một nút like nhá, một nút like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh lên các cái nền tảng để nhiều người biết tới kênh hơn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đài FM nhá. Đấy, đài FM thì các bác có thể dò tần sóng ở đây các bác này. Đấy, thì các bác có thể dò các cái tần sóng ở đây, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất là nhiều đài nhá. Đấy, băng tần của nó rộng, FM này rồi SQAT này rồi AM đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dò đây. Đấy các bác nghe. Đấy. Tiếng của nó rất là rõ luôn. Cho bản thân. Cô ngữ luận văn học ở phần làm văn chiếm gần được số điểm. Vì vậy cô luôn lưu ý thí sinh tuần phân bố ở phần hoàn thành. Theo cô để làm tốt phần này. Ở đây thì cái này nó sẽ là chỉnh dung lượng các nhá. Ở đây là chỉnh dung lượng này. À chỉnh volume này, vừa là công tắc này, công tắc tắt đi bật lên, vừa chỉnh volume luôn. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ là các bác dò tần sóng này. Và con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể nghe MP3, nghe loa Bluetooth cũng rất là hay luôn nhá. Đấy thì cái chức năng Bluetooth này em giới thiệu thêm thôi, còn em bán thì chủ yếu đài FM và đồng hồ. Đây nó sẽ có sẵn đồng hồ, các bác tháo cái nút gạt này ra để mình sử dụng cho cái đồng hồ này. Đây đồng hồ đang chạy các bác này. Đó. Đây có đồng hồ, có điều chỉnh đồng hồ đây các bác này. Đấy có điều chỉnh đồng hồ đằng sau luôn. Đấy giá sẽ là 260.000 cho con đài FM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít V46 nhá, V46. Bộ này thì nó sẽ là một cái bộ vít và trên 40 chi tiết các bác. Đấy, bộ này sẽ là trên 40 chi tiết. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100. Các bác lên cho em là bộ V46 này. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá, 130.000 cho một bộ này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một tay công và một tay vít, rồi tay xoáy ngang, tay nối dài, rất là nhiều tay luôn. Đấy các cái loại tay như này để các bác về các bác sử dụng này. Đấy con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đó, xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đây, tay vít này, đấy tay vít này, đấy tay vít rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay ngoắt nghéo này, tay ngoắt nghéo này. Đấy rồi tay công này, và nó sẽ có cho các bác là trên 20 đầu vít như này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ luôn. 130.000 nhá. 130.000 cái bộ vít này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy lên cho em là V46 nhá. V46 130k. 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng đen này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng đen như này. Đấy mũi của nó là mũi khế, các bác có thể dùng được tất cả các loại vít luôn. Đấy tất cả các bề mặt gỗ, sắt, thép các thứ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. 100.000 các bác nhá. Giá thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. 100k cho một cái bộ 5 mũi khoan đa năng đen như này, tính ra vào chỉ có 20.000 một mũi thôi nhá. 20.000 một mũi thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái kìm cộng lực nhá. Đây các bác đẩy đi này cho em này, đẩy này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn cộng lực như này. Hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy nó nghiêng 45 độ các bác. Đấy con này thì nó sẽ là nghiêng 45 độ thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nghiêng 45 độ thì con này lên cho em là kéo cắt tôn cộng lực nhá, giá sẽ là 160k. 160.000 cho con kéo cắt tôn cộng lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ chuyên chén ngọc xanh như này nhá. Bộ chuyên chén ngọc xanh như này. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén và một chuyên như này nhá, 6 chén và một chuyên. Đấy, 6 chén và một chuyên như này. Chuyên này của nó thì nó sẽ là chuyên dạng chuyên thấp vừa phải này thôi, trong lòng bàn tay này thôi. Các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà, hoặc là các bác dùng để mình hãm trà, pha trà uống rất là ok luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén ngọc như này, 6 chén ngọc và một chuyên nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 cho mấy cái bộ 6 chén ngọc kèm chuyên như này nhá. Giá chỉ có 80k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá dắt dao nhá. Giá dắt dao. Con này thì
Cái này là các bác lên cho em là giá rất à kệ cái này thì các bác lên cho em là giá dao 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 đũa nhá. Đấy, lên cho em là kệ dao đũa nhá. Kệ cái này thì các bác vừa vừa để được dao vừa được đũa luôn. Đây, dao đũa để vào bình thường. Giá thì chỉ có 150k thôi, 150.000. Chất liệu bằng inox 304, có nắp ở đằng sau này. Đấy, có nắp đằng sau này các bác nhá. Đấy, à, có nắp dít dít này để các bác xả nước này hoặc là tháo ra mình vệ sinh này, còn nước thì các bác chỉ cần nghiêng đi là nó đã chảy rồi, nghiêng đi nó chảy rồi nhá. Ở đây thì 1 2 3 4 con dao này, một cái liếc, một cái kéo này và các bác dắt đũa vào đây. Đấy. Các bác lên cho em là giá dao đũa nhá, giá dao đũa này. Đấy, hoặc là kệ dao đũa. Kệ dao đũa giá sẽ là 150.000, 150.000 cái kệ dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi rác nhá. Đấy, túi đựng rác. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng túi cực kỳ là thông minh luôn. Một bịch này của nó là tới 100 túi luôn. Đấy, 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. Bịch này là 100 cái luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. 100 cái tức là các bác dùng 3 tháng mới hết một bịch này. Dùng 3 tháng mới hết một bịch này nhá. Một bịch này 100 chiếc luôn. Chất liệu túi bóng rất là dai. Các bác có thể dùng để mình đựng rác rồi nói chung là các kiểu đều được. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái dập đứt này thì các bác giật ra cho em. Đấy, các bác xé ra cho em này. Đấy, xé ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lồng nó ra mình cho vào các cái thùng rác nhà mình, nó rất là tiện luôn. Nếu các bác dùng những cái túi bóng đen thì nó lại không đủ cái diện tích để mình sử dụng, nhưng mà con này thì rất là ngon luôn. Đấy, kích thước của nó là 40-45, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 45-50 thoải mái luôn. Các bác lột ra nhà cho em này. Đấy, sau đó thì mình lồng vào thùng rác này. Đấy, rất là to luôn nhá. Đấy, 45-50 rất là to luôn, lồng vào thùng rác này. Sau đó khi nào mà đi đổ thì các bác chỉ cần là giật cái quai này lên cho em. Đấy, giật cái quai này lên cho em. Sau đó thì mình xách đi thôi, không cần bẩn tay luôn. Đấy, hàng thì rất là dai luôn các bác, rất là dai luôn nhá, rất là dai luôn các bác. Đấy, túi bóng rất là mỏng như vậy, rất là dai các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em là túi đựng rác nhá. Các bác lên cho em là túi rác nhá. Đấy, túi rác giá sẽ là 45k. Con này thì các bác mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Đấy, 45.000 cho một bịch như này, 100 cái luôn, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Giá thì sẽ là 40k cho một bịch như này, 40k cho một bịch 50 miếng. Con này thì bên em cũng bán mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, chương trình tri ân khách hàng cứ mua 5 tặng 1, bao gồm là 50 gói thuốc này và 50 miếng dán như này, chuyên dùng để thải độc gan bàn chân và các cái khu vực nào mà các bác cần dán lên cũng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 40k trên một bịch như này, mua 5 tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Miếng dán thải độc chân rất tốt luôn. Đó, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20 nhá, đèn 20. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho con đèn 20 này thôi. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, rất sáng luôn, rất sáng luôn. Có một viên pin 18650 pin của hãng và kèm cho các bác một cái cáp sạc cái này nhá, cáp sạc. Hàng rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, nhỏ gọn, dài thì khoảng 20 cm. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều pin cho em nhá, lắp đúng chiều pin cho em để tránh nó không lên nhá. Đấy, các bác cứ lắp đúng chiều pin cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy, lắp đúng chiều pin nhá, xoáy chặt vào. Sau đó thì các bác bật công tắc lên cho em. Đó, bật công tắc lên. Đây, đấy, bật công tắc lên. Nếu các bác xoáy mà chưa chặt thì nó sẽ không lên, hoặc là không đúng chiều thì các bác đảo chiều pin đi cho em. Lên cho em là đèn 20 nhá. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho con đèn 20 như này. Siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn, qua đây không? Đây, mình có thể zoom ra zoom vào này, rất là tiện luôn nhá. Đây em sẽ tắt điện em test cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, sáng chưa? Các bác thấy không? Đây. Đấy, một con đèn này. Đấy, các bác có thể zoom zoom lại này, sáng nhất, sáng rất sáng luôn nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha của nó rất là rọi luôn nhá, rất rọi luôn. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Chỉnh rất đơn giản, các bác chỉ cần đẩy tay lên, đẩy tay xuống như này thôi là xong này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá, rất sáng luôn. Và pha của nó rất là rộng thôi nhá, dùng rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Pha thì siêu rọi luôn các bác nhá. Pha thì siêu rọi luôn, các bác thấy không? Có thể rọi xa hàng nghìn mét luôn các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhá, em Phạm Huấn quay trở lại với các bác đây. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào tới tất toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn đã cùng xem kênh của shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh mà yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Các bác nhớ cho em xin một nút like nhé. Đấy, yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các bác có thể chia sẻ kênh hoặc là trên Facebook để nhiều quý khán giả biết tới shop nhiều hơn, và cũng như là cập nhật các cái video mới của em nhé. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh. Thì khi các bác đăng ký kênh thì các bác sẽ cập nhật được nhiều cái video mới của shop đăng lên, và nhiều các cái mã mặt hàng giảm giá cho các bác nhé. Cũng như là các bác có thể xem đi xem lại được các video để cập nhật được các mặt hàng, một số sản phẩm mới và một số sản phẩm thanh lý nhá. Đấy, thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phích đun sôi này. Phích đun sôi thì con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu như nào thì em cũng không biết được nhá. Đấy, thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác cái giá đó là, đây còn một con phích đun sôi như này, thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 70k nhá, 70k. Đấy, thì không biết nó lỗi lầm như nào thì về nhà các bác có thể sửa chữa chế cháo được nhá. Còn con này bên em đang bán là 180.000, thanh lý nốt cho bác với giá là 70.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là có một cái đôi dép da bò nhá. Đôi dép da bò, con này thì nó sẽ là cỡ 42. Hàng này thì đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó còn khoảng là 90%. Đấy, trước khi em gửi cho bác thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ, đánh xi siếc ngon lành. Chất liệu của nó thì nó sẽ là da bò nhá. Đấy, chất liệu của nó là da bò. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, da bò nhá. Hàng rất cao cấp cho bác luôn. Con này thì giá mới của nó thì nó vào khoảng là 1 triệu. Đấy, bên em thanh lý cho bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Lên mã giúp cho em đó là đôi dép da bò nhá, 250k. Đấy, thì em có một đôi thôi, thanh lý cho bác với giá là 250.000. Các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi hàng nhá. Cỡ 42 nhá. Đấy, cỡ 42. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã mới tinh, đó là cái điện thoại 3 sim nhá. Đấy, con điện thoại 3 sim. Hàng thì to, đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Pin cực kỳ trâu, pin các bác dùng cho em cả tuần đến 10 ngày nhá. Pin của nó là pin trâu đấy các bác này. Đấy. Pin này các bác cứ dùng cho em khoảng 10 ngày, 2500 mAh. Nếu mà nghe gọi thì cứ dùng cho em 10 ngày liên tục các bạn. Đấy. Hàng thì bàn phím nổ nhá, số to rõ ràng nhá. Và hàng của nó là hàng 3 sim, có cả một cái đèn LED rất là to nhá. Hàng 3 sim cho các bác luôn. Đấy, và chân sạc thì nó sẽ là chân sạc phổ thông, hàng của công ty nhá, hàng công ty, cho nên các bác yên tâm sử dụng. Hộp biếc đàng thứ, các thứ đàng hoàng, bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đây, về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng 3 sim cực kỳ là chất lượng các bạn, 3 sim cực kỳ chất lượng. Đây, các bác tháo cái ốp đằng sau này ra này. Đấy, tháo ốp đằng sau này ra để các bác lắp pin vào cho em. Đây, đây con cái lẫy này, các bác tháo ốp ra. Nó sẽ có cho các bác là 3 khay sim và 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay sim, 1 khay thẻ nhớ. Thì các bác có thể dùng để nghe nhạc hoặc là đàm thoại, các thứ cũng rất là ok. Con này thì có cả chụp ảnh luôn, thì không biết là có chụp ảnh không thì để em sẽ test cho các bác xem luôn. Đó, ưu điểm của nó là 3 sim luôn, thì các bác dùng đấy, pin của nó là pin trâu nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 3 sim này. Đấy, điện thoại 3 sim. Đấy, có cả chụp ảnh luôn các bác nhá, có cả chụp ảnh luôn. Đấy, bật nguồn khởi động là lên luôn các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bàn phím nổi số to nhá, bàn phím nổi số to. Thì các bác người già dùng nó rất là tiện ích. Và dòng này của nó sẽ là cái dòng 4G các bác nhá. Dòng 4G có cả chụp ảnh luôn các bác này. Đấy, chụp ảnh thì nói chung là nó thôi, nó cũng gọi là để cho có thôi. Đấy, chứ còn nó cũng không được xuất sắc đâu. Đó. Dòng này nó sẽ là dòng 4G, thế nên là các bác lắp sim đời mới và là dùng ok nhá, sim đời mới dùng ok. Lên mã giúp cho em là điện thoại 3 sim. Giá sẽ là điện thoại 3 sim này. Giá sẽ là 280.000 nhá, 280k và bên em sẽ bao ship nhá. 280.000 và bao ship cho một con điện thoại 3 sim như này. Hàng cam kết ngon lành, pin trâu. Pin này các bác có thể sử dụng cho em liên tục trong vòng từ 7 đến 10 ngày nhá. Điện thoại 3 sim 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Automat, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy. Automat hàng nội địa của Nhật, đa số của nó sẽ là hàng của Natina nhá, hàng của Natina, hàng made in Japan này. Nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Hàng đều là hàng 3 nút chống chập, chống giật, chống quá tải. 40A dòng dò là 10 40A dòng dò của nó sẽ là dòng dò của nó sẽ là 30 mA. Đấy, 40A dòng dò 30 mA, hàng made in Japan. Đấy, con này giá sẽ là 180k nhá. Các bác lên cho em đó là Át Đại nhá, Át Đại 180.000, chống chập giật quá tải cho bác luôn. Đây, chống chập nó sẽ nhảy các bác. Đấy, chống chập nó sẽ nhảy các bác này. Đấy, hàng 3 nút chập giật quá tải cho bác luôn, 180.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con Át Đảo Chiều nhá. Át Đảo Chiều 63A, Át Đảo Chiều 63A nhá, 63A Át Đảo Chiều. Đấy, còn con này của nó sẽ là dòng 40A nhá, dòng 40A. Đấy, thì các bác lên cho em là Át 40A. Con này thì Át 63A Đảo Chiều, giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, con này thì Đảo Chiều thì các bác cứ dùng cho em là nóng lạnh này,
Đấy, dùng cho em là nhà 2 công tơ này, nhà 2 công tơ, hoặc là các bác có các cái nguồn như là máy phát thì các bác có thể dùng đảo chiều, có lẫy gài cái thứ đàng hoàng. Đấy. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái máy đồng hồ nhá, kim kiếc các thứ đầy đủ luôn. Kim kiếc phụ kiện các thứ đầy đủ về nhà, các bác chỉ cần lắp kim ở đây cho em, sau đó thì mình xoáy nấc vào cho em là xong. Đó. Và các bác lắp cho em pin vào nhá, lắp pin vào là đồng hồ sẽ chạy thôi. Đấy, thì giá bên shop đang gửi cho các bác một cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là máy đồng hồ, giá sẽ là 40k một chiếc, 40k cho một con. Thì đồng hồ các bác bị hỏng thì các bác có thể sửa chữa thay tháo vào cho em nhá. Máy đồng hồ 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Bên em bán thì nó sẽ không kèm pin đâu, còn các bác muốn có pin thì về nhà các bác tự mua thêm pin các bác lắp vào thôi. Đấy, bên em bán là sẽ không kèm pin nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là đèn sáng như này luôn. Có đèn sáng này các bác này. Đấy, bật lên có đèn sáng, bên em bán là không kèm pin nhá. Đấy thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá, kính lúp. Giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này, không có pin nhá, không có pin. Kính lúp 70.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bút lông dầu nhá. Các bác lên cho em là bút lông. Bên shop về nó sẽ có hai màu, đó là màu đỏ và màu xanh. Đấy, màu đỏ và màu xanh. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc nhá. Một hộp này sẽ là 10 chiếc cho các bác này. Đấy, một hộp sẽ là 10 chiếc. 10 chiếc như này, có màu đỏ màu xanh, bút lông dầu hàng của Thiên Long nhá. Đấy, bút dầu lông dầu hàng của Thiên Long. Đấy, bút mực của Thiên Long thì các bác biết rồi, yên tâm sử dụng nhá. Đấy, hàng của Thiên Long chứ không phải cái hàng nhái ở ngoài thị trường đâu. Đấy, dùng rất là ngon luôn, lông dầu dùng rất là ngon nhá. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá, bút lông. Đấy, bút lông như này và có màu đỏ và màu xanh nhá, bút lông có màu đỏ và màu xanh. Thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, 20.000 3 cái. Còn các bác mua cả hộp như này 10 cái thì giá sẽ là tốt hơn nhá. Đấy, cả hộp như này là 10 cái thì giá thì chỉ có 50k thôi. 50k trên một hộp nhá. 50.000 trên một hộp. Đấy, 50.000 trên một hộp. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá. Bút lông. Con này thì nó sẽ có hai đầu, một đầu to và một đầu nhỏ này. Đấy, một đầu to, một đầu nhỏ như này. Đấy. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này. 50.000 một hộp, tức là mua một hộp này là 10 chiếc thì giá chỉ có cho các bác là 10 bút, giá thì chỉ có 5.000 thôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Và bên shop về nó sẽ có màu đỏ và màu xanh. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác dùng nó rất là tiện. Đây. Đấy, em cũng đang dùng đây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là một cái dạng nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, lên cho em là nhẫn đồng hồ nhá. Đây, nhẫn đồng hồ này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái nhẫn đồng hồ này, giá của nó sẽ là đây, nhẫn đồng hồ như này. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó thì sẽ là vừa xinh, hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đây, các bác đeo vào nó rất là xinh luôn. Đấy, rất là xinh như này. Rất đẹp các bác này. Vừa là nhẫn trang trí, vừa là đồng hồ luôn, rất xịn sò con bò nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn nhẫn đồng hồ vuông nhá, nhẫn đồng hồ vuông. Đấy. Nhẫn đồng hồ vuông như này giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. Đấy, 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ như này. Đấy. Lên cho em là nhẫn đồng hồ vuông nhá. Đấy. Nhẫn đồng hồ vuông. Giá sẽ là nhẫn đồng hồ vuông, giá sẽ là, các bác lên cho em là nhẫn đồng hồ, giá sẽ là 35.000 một chiếc nhá. 35k cho một con nhẫn đồng hồ như này thôi. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó, nhẫn đồng hồ vuông này. Nhẫn đồng hồ vuông, giá sẽ là 35.000 một chiếc. 35.000 cho một con nhẫn đồng hồ vuông như này, hàng rất đẹp luôn. Đó. Hàng này thì chấm hết luôn các bác nhá. Chấm hết luôn, khỏi phải bàn luôn. Nhẫn đồng hồ vuông. Đấy, giá sẽ là 35k một chiếc này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ ô tô nhá, đồng hồ ô tô. Con này thì gọi là đồng hồ ô tô thôi chứ còn các bác dùng vào đâu cũng được. Đấy, dùng vào đâu cũng được chứ không nhất thiết là phải trên ô tô. Giá sẽ là 40.000 cho một con đồng hồ ô tô như này. Nó sẽ có kèm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá, một cái miếng dán như này. Về nhà các bác bóc cái này ra cho em này. Bóc cái này ra cho em, sau đó thì mình dán trực tiếp lên cái phần đít này. Sau đó thì đấy thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Mặt của nó mặt vàng rất là đẹp này. Thì các bác có thể dùng để mình dán lên trên ô tô này, hoặc là dán lên trên kệ giá sách này. Nói chung là đa di năng luôn. Màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Màu vàng gold cực đẹp luôn. Đấy. Lên cho em là đồng hồ ô tô nhá. Đồng hồ ô tô giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 trên một chiếc đồng hồ ô tô như này. 40.000 một chiếc nhá. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đấy, bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại cực kỳ đẹp luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình dán lên ô tô này, hoặc là dán lên bàn học này, bàn trang điểm này, hoặc là tủ sách này, để các bác có thể quan sát được giờ một cách tiện ích luôn.
Đấy, rất đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000. Đồng hồ ô tô giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mã đồng hồ nữa. Đó là cái đồng hồ đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, đây nó sẽ là một cái viên đá xoay như này các bác này. Đấy. Một cái viên đá xoay như này rất là đẹp luôn. Đó, và các bác mở ra này cho em này. Mở ra này cho em. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết. Đây, có lẫy như này nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là đồng hồ đá quý cũng được, hoặc đồng hồ dây chuyền được nhá. Đấy, xoay này rất đẹp luôn này. Đó, có dây chuyền đeo như này. Các bác có thể đeo vào trong cổ này. Đấy, đeo cổ, hoặc là các bác có thể là đeo vào thắt lưng cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đây. Xoay này các bác này. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý, giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một con đồng hồ đá quý như này. Đồng hồ đá quý, giá sẽ là 60.000. Mở ra này. Rất đẹp luôn, có dây chuyền như này. Đấy, có dây chuyền này rất là đẹp nhá. Đồng hồ đá quý, giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, đồng hồ đá quý nhá. Giá sẽ là 60.000. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đá màu xanh và một cái đá màu đỏ như này. Đấy, một cái đá màu xanh, một cái đá màu đỏ như này các bác này. Đấy. Đá màu xanh, đá màu đỏ này thì các bác có thể là báo bên em gửi màu xanh hoặc màu đỏ, hoặc là gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Giá sẽ là 60.000. Đấy, đồng hồ đá quý này. Giá sẽ là 60.000 nhá. Đó. Đồng hồ đá quý có màu xanh, màu đỏ, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 trong con đồng hồ đá quý như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ kim vàng nhá. Hàng này hàng hot của bên em luôn. Vỉ kim vàng như này. Hàng này thì lấy cho anh cái sợi chỉ đâu. Cái sợi chỉ đấy. Xé đại ra, xíu đầy những dây cũng được. Dòng này của nó thì sẽ là 2 4 6 8 10 12. Đấy, 12 chiếc, 12 chiếc cho một cái ấy như này. Đây nhá, một cái sợi chỉ màu hồng như này các bác này. Đấy, thì đây. Đây như ví dụ cái sợi chỉ siêu nhỏ luôn, siêu nhỏ như này nhá. Thì khi các bác chỉ cần là đặt vào kim này, các kéo đi là nó sẽ vào này. Đây. Đấy, đặt vào kim này, kéo ngược lên là sẽ vào luôn. Đấy, vào luôn này các bác này. Rất nhanh luôn nhá. Đây vào luôn đây này. Đấy, vào luôn các bác thấy không? Đây. Để em kéo lại cho bác xem nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần là cầm tay theo cái hình như này. Sau đó thì các bác đặt vào đây. Đặt vào đầu kim này, đặt vào đầu kim như này, kéo phát vào luôn, nhanh trong vòng không phải bao nhiêu giây luôn. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, thì lên cho em là vỉ kim vàng nhá. Giá thì chỉ có 15.000 thôi. 15.000 mà tới 12 chiếc, nói chung là nó vào trên 1.000 một tí. Nó cũng rất hợp lý luôn. Một vỉ này 12 chiếc dùng cả đời luôn, cả ông cả bà dùng thay nhau dùng nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có 15.000 thôi, 15.000 cho một vỉ kim như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ kim vàng nhá. Giá sẽ là 15.000 nhá. 15.000 cho một vỉ kim vàng như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số bạn muốn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái giày quân đội nhá. Đấy, giày quân đội hàng cực đẹp cho các bác luôn. Con này của nó thì chất liệu của nó sẽ là dạng là vải dàn di như này. Vải dàn di như này các bác nhá. Còn bên dưới của nó sẽ là hàng đúc cao su non trực tiếp luôn. Đấy, đi thì rất là êm ái. Các bác có thể dùng để mình đi làm này, hoặc là đi chơi này, hoặc là đi tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đấy. Và giá thì lại rất là hợp lý cho bác. Hàng thì hàng quân đội nhưng mà giá thì rất là hợp lý đây các bạn. Đấy. Đi vào thì nó cực kỳ là ôm chân luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Thì nó sẽ có cỡ, thì bác nào đi cỡ bao nhiêu thì báo để em gửi số cho các bác nhá. Đấy, em gửi cho các bác. Đây. Rất là ngon lành các bạn này. Đi vào thì rất là đẹp và ôm chân luôn. Đây các bạn thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đế của nó sẽ là thuộc dạng đế cao su non đúc liền như này. Hàng siêu bền luôn. Các bác có thể dùng để đi làm này, đi chơi này. Đấy, hoặc tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái đôi giày như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di. Giá sẽ là 140.000. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 140.000 này. Đấy, tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô mũ da bò nhá. Mũ da bò. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, và màu nâu và màu đây. Đấy, nó sẽ có một cái màu nâu nhạt và một cái màu màu nâu da bò như này các bác này. Đấy, một màu da bò và một màu cái này là màu xám nhá. Một cái màu xám và một cái màu da bò như này. Đấy. Một cái màu xám đen và một màu da bò như này các bác nhá. Đấy, cái này nó sẽ là màu xám này.
Đấy, một cái màu xám như này. Và đây nó sẽ là màu da bò. Đấy thì nó sẽ có hai màu. Có hai màu cho các bác lựa chọn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 cho một con mũ da bò đẹp như này. Đấy 150k thôi nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đó, 150.000. Nó sẽ có màu da bò và màu xám, màu da bò và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì đội thì dáng cực kỳ là đẹp luôn. Ôm form đẹp và giá thì lại đấy, em sẽ đội thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy ôm form ôm dáng rất đẹp luôn các bác này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, đây. Cái này màu xám này. Các bác có về mình có thể tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh. Đấy. Kích thước của nó thì rất là xinh. Đây khóa của nó là khóa đồng hết như này. Đấy. Ôm form lắm. Cái này các bác đội rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Đội rất là đẹp luôn. Vân xinh các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá, mũ da bò. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một em mũ da bò như này. Có hai màu, màu xám và màu da bò. Màu xám và màu da bò. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Giá sẽ là 150k. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ. Thì khi hàng về thì nó sẽ có cho các bác hai màu. Màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên. Hàng made in USA này, made in USA. Chất liệu của nó là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Đây các bác này. Đấy, hàng này thì chuẩn 100% da bò luôn. Các bác có thể lấy máy lửa đốt test thoải mái cho em luôn. Đây, made in USA. Đấy. Và mặt của nó là mặt vàng đúc liền, rất là đẹp luôn. Mặt vàng nguyên khối đúc liền rất là đẹp. Và nó là dạng con lăn như này thì các bác có thể tùy chỉnh to nhỏ kích thước như nào là tùy theo. Mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp này, mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp và con lăn như này thì các bác có thể thò ra thụt vào, tăng giảm cái cữ của nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 190.000. Bên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá sẽ là 190k thì mình em thắt lưng da bò như này nhá. Thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 190k nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu ví da bò nhá, thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Đó, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy. Màu đen và màu nâu như này, cũng hàng của Mỹ đây, made in USA. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên đây. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò. Đấy 120.000. Hàng thì khỏi phải bàn đây. Đây các bác. Đấy. Cạo vào nó cũng chỉ có như này thôi. Đấy, cạo cao mà nó chỉ ra như này thôi chứ không bao giờ nó bị chảy xước nhá, không bao giờ nó bị chảy xước. Đấy, nó sẽ tự nó lại liền các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thắt ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò này, giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đấy, con này thì sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Một con hạc và một cái lư hương, một cái lư hương như này. Các bác đeo vào mình sử dụng này. Đó. Giá thì sẽ là 70.000. Đấy 70.000. Đấy, cả hạc cả lư như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng. Đây. Về nhà các bác đeo vào như này cho em. Đấy, đeo vào như này. Bên em có bán cả cái nhang của hạc này luôn. Nhang của hạc này cũng là 70.000 luôn các nhá. Đấy. 60.000 cho một hộp nhang. Để cầm cho anh hộp nhang ở đây. Đấy. Đấy. Thì rất là đẹp như này các bác này, rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Các bác có thể dùng để đốt này hoặc là trưng bày cũng được. Rất là đẹp. Đấy. Thì giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đó. Hạc đồng này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con hạt đồng như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đuổi muỗi nhá. À máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột. Con này thì vừa đuổi chuột, côn trùng kiến gián nhưng mà chủ chốt vẫn là đuổi chuột luôn. Lên mã giúp cho em là máy đuổi chuột. Con này thì giá sẽ là 35k cho một con máy đuổi chuột như này nhá. Đấy, lên cho em là máy đuổi chuột này. Đó. Máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35k một chiếc. Đấy. Đây. Hàng cực kỳ là ngon luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em 35.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé.
sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết cho em các loại thịt xịt kiến rán muối gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đó, giá thì chỉ có 35.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, dòng này của nó thì cái công dụng tối đa của nó là chuyên trị viêm nếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Đấy, nếu các bác dùng những cái bàn chải thông thường thì nó rất là hay bị các cái triệu chứng như trên. Nhưng các bác dùng con này thì cực kỳ yên tâm luôn, có kiểm định các bác này. Đấy, chuyên trị viêm nếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 cho một vỉ như này. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này, bao gồm cho các bác là 6 chiếc luôn. 1 2 3 4 5 6 cái. Tính ra là vào mua chỉ có mất 6424 này. Đấy, tính ra vào có 4.000 một cái bàn chải thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. 1 2 3 4 5 6 6424 em bán có 25.000. Giá cực tốt cho các bác luôn, một vỉ bàn chải như này nhá. Đấy, hàng thì chuyên kiểm định như rồi, chống viêm nếu, lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Vỉ bàn chải nhá, vỉ bàn chải giá sẽ là 25k. 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái khay cà phê nhá. Khay cà phê. Đấy, thì các bác lên cho em là khay cà phê. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đấy, rồi hoa, quả, các thứ, nói chung là đa di năng luôn. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 25.000 cho một chiếc như này. Còn nếu các bác nào lấy combo là 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000. Đây, một set 5 cái thì sẽ là 5 khay cà phê là 110.000 một set nhá. Còn lấy lẻ thì sẽ là 25.000 một chiếc. Còn các bác lấy từ 5 cái trở lên. Đấy, lấy từ 5 cái trở lên combo 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000 thôi. Combo 5 chiếc như này 110.000. Cái này các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, còn nó khá là sâu luôn, múc đồ xào đấy không lo bị tràn nước nhá. Lên cho em là khay cà phê 25.000 một cái, 110.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt của Nhật nhá. 55.000 một hộp như này. Đấy, viên giặt của Nhật 55.000 cho một hộp như này. Đây. Đấy. Cái này thì về nhà các bác có cả giặt, cả tẩy, cả xả luôn. Cả giặt, cả tẩy, cả xả như này. Thì các bác về các bác chỉ cần ném cho em là một túi này vào là xong. Đấy. Các bác ném trực tiếp vào cái đống quần áo của mình luôn, không cần phải mất công vệ sinh và cực kỳ là tiết kiệm luôn nhá. Đấy. Một hộp này thì của nó sẽ có cho các bác là bao nhiêu đây? Đấy, một hộp này của nó là không biết là bao nhiêu cái nữa. Rất là thơm luôn các bạn. Đấy, các bác cứ thế là mình bỏ vào trong cái ấy nhà mình thôi. Đấy. Lưu hương trong vòng 72 giờ đấy các bạn. Rất là thơm luôn nhá. Đó. Và em cũng không biết là nó là bao nhiêu viên nữa. Đây, để em đổ ra em đếm cho các bác xem. Khá là nhiều đấy các bạn, khá là nhiều luôn mà cũng không biết là bao nhiêu. Đây. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, thơm lắm. 12, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 26 này, 28 này, 30 này, 32 này, 34 này, 36 này. Nó vào khoảng là 40 thôi nhá, vào khoảng là 40 viên. 40 viên như này, tức là các bác dùng được 40 lần, 40 lần. Đấy, dùng được 40 lần. Giá thì 55k, tính ra như vậy là mỗi lần giặt thì nó mất vào đâu đó là vào khoảng là trên 1.000 một chút thôi. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đấy, lên cho em là viên giặt Nhật nhá. 55.000 cho một hộp nhá. 55.000 cho một hộp như này. Một hộp này khoảng 40 viên, nói chung là dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đấy, các bác dùng để mình giặt quần áo rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì? Cái nối nhanh này, nối nhanh dây điện nhá, xem bán bao nhiêu. Đấy, cái nối nhanh dây điện như này các bác này. Đấy, thì các bác chỉ cần là lật cái này ra cho em này. Đấy, lật cái này ra, đút dây điện vào đây, sau đó thì mình sập vào là xong, không cần phải dùng băng dính quấn kéo lằng ngoằng mất thời gian. Đấy. Lên cho em là nối nhanh dây điện nhá. Nối nhanh dây điện, đó. 75.000 chục chiếc. Bao nhiêu? 75.000 chục chiếc, 10.000 chiếc. Giá bán lẻ thì sẽ là 10.000 một cái như này, còn các bác mua cả chục thì sẽ là 75.000 một chục nhá. Đấy, 75.000 một chục. Đấy, thì nó rất là tiện. Đây, các bác chỉ cần là lật cái này lên, cắm dây điện vào đây cho em xong, ập nó xuống là xong. Đó.
Đấy, lên cho em là nối nhanh dây điện, giá sẽ là 75.000 một chục và 10.000 lẻ là 10.000 một cái. 10.000 cho một cái như này. Rồi, ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình, có công việc lễ lạy này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm, cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá, còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá, hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ con này dùng cực kỳ là ngon luôn, và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá, giá chỉ có 100k thôi, 100k cho con kìm chết Mỹ như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho một con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn các bác luôn, siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304 cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Để các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc, giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho một cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ. USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác ạ. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy. Mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy. 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá. 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là kít luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ cần sập lẫy này em là xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp có gioăng đàng hoàng nhá. 80k. Lên cho em là cặp lồng tầng rồi. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cảm ơn kia tỉa lông mũi đây. Đó. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là tỉa lông mũi inox. Cái con dao vàng nha anh nhá. Con này thì bên shop đang bán là 30.000. Đợt này thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20k cho một con dao vàng như này thôi. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Dao này thì rất bén các bác. Dùng để dọc giấy này, gọt hoa quả thứ gì rất là ok luôn nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 một con dao vàng này các bác này. Đây. Rất bén luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Rất bén luôn nhá. Đấy. Rất bén luôn các bác thấy không? Đó. Con này các bác dùng để têm gọt trầu này, gọt hoa quả các thứ này. Đấy, thái rau thái dợ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng, giá sẽ là 20k cho một em dao vàng như này nhá. Dao vàng 20.000. Đó. Dao vàng này, giá sẽ là 20k nhá, 20k. Tiếp theo thì một cái sản phẩm tỉa lông mũi bằng inox như này. Con này bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi này thôi. Đấy, 30.000 nhá. Đây. Đây thì cái này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon này các bác này. Đấy, các bác bấm này cho em này, bấm này cho em. Đó, đây cái lông nó ra này các bác này. Đó. Thì con này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Em chỉ còn có 2-3 con duy nhất thôi. Bán thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ tỉa lông mũi như này nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là 30k này. Đấy, tỉa lông mũi inox giá sẽ là 30.000. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái băng dính trong hai mặt nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để dính ổ điện này rồi dính các cái thiết bị khác cũng rất là ok luôn. Dính ổ điện rồi dính đa di năng nhá, điều khiển viết các thứ trên tường mình dính vào rất là ngon. Thì giá thì hôm nay bên shop thanh lý cho bác giá chỉ còn là 20k thôi nhá. 20k cho một quận băng dính trong như này. Lên mã giúp cho em là băng dính trong nhá. Giá sẽ là 20.000. Đó, 20.000 cho một quận băng dính trong như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Rolex mặt vàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, Rolex mặt vàng rất là đẹp như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 một cho em đồng hồ Rolex như này. Đồng hồ này chạy bằng pin nhá. Đây. Đấy, bằng pin này đang chạy bình thường, có cả đèn báo cho các bác luôn này. À, có cả ngày lịch cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này. Đó, 300.000 cho con đồng hồ Rolex mặt vàng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái củ sạc xanh các bác này, củ sạc xanh. Con này đang bán là 30.000, đợt này thanh lý nốt cho bác cái giá là 20.000 cho một cái củ sạc xanh như này nhá. Lên cho em là củ sạc xanh, đấy nó chỉ có củ này thôi. Giá sẽ là 20.000 cho một cái nhá. 20k cho một cái củ sạc xanh như này. Đấy, nó sẽ bao gồm là 3,1A và có 3 chân như này, về nhà các bác tha hồ cắm luôn. Em còn vài cái nữa thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 20.000 cho cái củ sạc xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một chiếc khay úp cốc như này thôi. Đó, 60.000, có kèm cho các bác một cái đĩa để các bác hứng đồ bên dưới này luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Bỏ cái xích chó ra đây. 60.000 cho một cái khay úp cốc như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đó, 60.000 cho một cái khay úp cốc như này thôi. Đó, thì có cái đĩa ở đây các bác đặt vào và một cái bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái phần như này thì úp được 6 cái cốc nhá. Úp được 6 cái cốc luôn. Lên cho em là khay úp cốc giá sẽ là 60k các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đùi lò xo nhá. Đấy, con này đang bán là 35.000, đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k thôi. Giá này là không lợi nhuận luôn, không lợi nhuận luôn các bác nhá. 30k cho một cái đùi lò xo như này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, và các bác cắm ở các vị trí nào cũng rất là ok luôn. Giá sẽ là 30k cho một cái đùi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đánh bóng xe hơi nhá. Đánh bóng xe hơi nhá. Con này thì gọi là đánh bóng xe hơi thôi, còn các bác dùng đa di năng được hết. Các bác muốn đánh bóng vào đâu cũng được, các cái bề mặt nhựa, bề mặt nhám này. Các bác chỉ cần là cho ra cái bông này, sau đó thì các bác di đi cho em. Đấy, vuốt đi cho em là xe
đồ da đồ nhựa là xe bóng hết luôn nhá, đồ da đồ nhựa đánh bóng đẹp cho các bác luôn, đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000 cho một lọ đánh bóng xe hơi như này. Cái này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là đa di năng luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Đây các bác chỉ cần là đánh bóng đi này, đưa vào vuốt đi cái là nó sẽ bóng luôn như này các bác này. Các cái phần nhựa nhám này, lốp này, đấy. Thấy chưa? Đó. Đấy, đánh bóng này rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đó, phủ ceramic luôn. Tăng độ bóng nhá, chống nước rất là tốt luôn. Đấy, ok các bác nhá. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái lọ đánh bóng xe hơi này thôi. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xích chó nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ được là đây, một chiếc này thì chiều dài của nó đâu đó vào khoảng là 1m2 đến 1m5 các bác. Đấy. 1m2 đến 1m5 cho một chiếc xích nha. Đấy. Tầm khoảng 1m2 đến 1m5 một chiếc. Giá thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý cho bác cái giá đó là 25.000. 25.000 cho một con xích chó như này các bác này. Đấy, chiều dài khoảng một từ 1m2 đến 1m5. Đấy là tầm khoảng 1m2 1m5 thì đây các bác này. Đấy, đây một con xích như này. Cái này thì gọi là xích chó nhưng mà nó nhỏ hơn một chút thì các bác có thể xích chó con hoặc là xích mèo cũng ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một chiếc như này thôi. 25.000 cho một chiếc như này. Đấy, có đầu đai hoa như này nhá. Và đây. Đấy, của nó là bằng inox 304, sáng bóng đẹp này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này để các bác quặc vào này. Đấy, còn lại là một cái đầu này để các bác quặc vào cái phần đai của con chó con mèo nhà mình. Lên mã giúp em là xích chó mèo nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái xích chó mèo như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm gỗ. Em lên cho bác cái vòng trầm gỗ nhá. Con này thì đợt này về giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, giá chỉ còn là 45.000 cho một con vòng trầm gỗ nha các bác nhá. 45.000 cho một con vòng trầm gỗ như này. Ở đây thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên. Có mùi thơm dịu nhẹ ở đây, có kèm cho các bác là một cái đài sen ở giữa rất là đẹp này. Đấy, đựng trong một cái hộp hàng thanh lý siêu thị nhá. Giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45.000 cho cái vòng trầm gỗ này. Giúp bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, lòng máu huyết lưu thông. 45k trong cái vòng trầm gỗ như này nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Con này thì nó chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Có cả cho các bác là một cái đôi pin để các bác lắp vào điều khiển này. Đấy, công suất của nhà sản xuất thì là 120W, cũng khá là sáng luôn. Đây, 120W khá là sáng luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình tích điện, ăn cơm, ăn nước này. Đấy, sử dụng đa di năng luôn, có cả điều khiển luôn nhá. Quai đeo có cả đèn đỏ cảnh báo này các bác này. Đấy, có các chế độ sáng này, có đèn cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một cái cáp để các bác cắm sạc này, một đôi pin và một cái điều khiển như này. Đấy, bao nhiêu thứ như này mà giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên theo là bóng tròn tích điện nhá. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80k cho một cái quả bóng tròn tích điện như này. Giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ nạo 3 món như này. Cái này bao nhiêu đấy? Sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này luôn. Đấy, một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo này là nạo dọc này, có hai chiều luôn, một bên nạo vỏ, một bên nạo sợi này. Tiếp theo là một cái nạo ngang như này, nạo ngang như này nhá. Đấy, cái này là ngang này, còn cái này em gọi là dọc này. Và một con dao như này. Con dao này thì có kèm thêm cả cái nhíp đằng sau để các bác nhổ lông gà, lông cá luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Đấy, một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì hôm nay sẽ là giá tri ân cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này. Lên mã giúp cho em là nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, cho 3 cái luôn. 25.000 cho 3 cái, mua tính ra vào có 8.000 thôi. Đấy, nạo 3 món nhá. Lên cho em là nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho cái nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã xẻng sinh tồn đây. Đấy. Giá sẽ là 250.000 cho một con xẻng sinh tồn như này. Con này thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng vừa làm xẻng, vừa làm cuốc cho em cũng ok. Đấy, các bác. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất thép của Nhật thì các bác biết rồi nhá. Ở bên này thì có các bác là dùng để chặt này, bên này dùng để cưa này, cái này dùng để cắt dây này, cái này dùng để vặn ốc này. Đó, và đầu xẻng này thì dùng để đào này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết đi kèm này. Đấy. Có dao dợ các bác có thể lắp vào này, có dao dợ này. Đấy, rồi có cả đầu phá kính kiếp các kiểu này. Đấy, các bác cứ lắp vào cho em là xong. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm đây. Dao thì các bác xoáy vào đây cho em này. Đó, dao xoáy vào đây. Và các bác có thể kết nối vào để mình sử dụng, mình làm chế cháo các kiểu con là điều được luôn. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì một cái con xẻng như này, giá thì đang thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 200
50.000 thôi, 250.000. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi đây, bác rút đây cho em. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi 80 cm nhá. Đấy, 80 cm. Đây, em sẽ đo thực tế cho bác xem. Xoáy vào như này. Ở đây nó có giòn, có ren giếc đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, giòn ren giếc đàng hoàng như này. Đấy. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi đây. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi 78 nhá. 77 78 các bác. Đấy. 77 78 cm. Đấy, cái phần xẻng này thì sẽ là 13 này, gần 13. Gần 13 và chiều dài của xẻng là khoảng 16 nhá. Đấy, cơ bản nó như thế. Đây. Đấy thì các bác có thể vừa dùng làm xẻng, dùng làm cuốc được luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Đấy. Thép trắng không gỉ này. Xoay như này thì sẽ là thành cái cuốc này. Đấy các bác theo. Đấy, thành cuốc như này. Các bác dùng cũng rất là tiện này. Đấy, cuốc đất rồi các bác có thể mang trên ô tô để mình đi phượt này. Đấy, hoặc trên xe máy bỏ vào thì nó rất là gọn, các bác có thể tháo ra gấp vào nó rất là gọn luôn. Mang đi rừng đi phượt này rồi đi các bác đi chế cháo, nói chung là rất là đa di năng luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá, có dao có dợ đàng hoàng. Bên trong này có cả ốc vít cho các bác rồi là dùng để đây, đánh lửa đánh nhiếc được. Cái tính năng đánh lửa này thì em cũng không dành lắm, các bác có thể dùng được thì các bác dùng thôi. Đó, cơ bản như vậy. Giá thì có cả đầu ốc vít đây các bác này, có cả đầu ốc vít đây. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, rất tiện ích nhá. Đấy, combo cho các bác và có cho các bác một cái túi túi bằng dù như này để các bác đựng vào này. Đấy, một cái túi bằng dù này các bác đựng vào mình sử dụng. Nó rất là tiện ích luôn. Một con xẻng sinh tồn như này, giá chỉ có 250 cành thôi. Rất sắc bén quá nhá, rất sắc bén luôn. Và giá thì cũng khá là hợp lý để các bác có thể siêu tầm này hoặc là sử dụng để mình đi chế cháo, rồi nói chung là đa di năng được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 250k cho một con xẻng sinh tồn như này, 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ rất là tiện ích này. Đấy. Nó bằng LED như này. Về nhà các bác chỉ cần cắm cái cáp này vào cho em là xong. Đó. Và nó sẽ hiển thị giờ thôi, hiển thị giờ ở đây. Thì các bác có thể vừa dùng làm đồng hồ vừa làm đèn ngủ, có thể lắp pin được này. Có thể lắp pin vào đây cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con đồng hồ LED này, 140.000, rất là tiện luôn. Đây, số nó sẽ nảy đúng mô phỏng như trên hình như này các bác này. Đấy, to rõ ràng. Vừa để làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ xem giờ luôn, khá là tiện các bạn. Lên cho em là đồng hồ LED. Giá sẽ là 140k nhá, 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn pin hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật đây. Made in Germany này. Đó, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Có một cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, có một cáp sạc luôn. Đây. Bật nguồn lên các bác này. Đó. Và có chức năng là tắt bật tự động này, chỉ cần gạt qua này thôi. Ở đây nó sẽ có hai con mắt cảm biến này. Đấy, một con bật một con tắt này, con bật con tắt rất nhạy luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi cho một con đèn wifi như này, 130.000 nhá. Đây bác xem là đèn wifi 130.000. Này còn mấy cái? Tiếp theo thì bên em còn mấy cái vòi chậu rửa này các bác này. Đó. Vòi chậu rửa mặt đây các bác này. Đấy, vòi chậu rửa mặt đây. Đấy. Thì ở đây thì em còn 5-6 cái nữa thanh lý nốt cho các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái vòi chậu rửa mặt như này. Hàng của Nhật này, Made in Japan này. Đó, rất đẹp như này các bác nhá. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác. Hàng mạ chrome đẹp sáng bóng nhá. Hai đầu nóng lạnh cho bác luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn là bao nhiêu đây? Giá thanh lý cho các bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho một con như này. Giá còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho bác. Đấy. 230.000 cho một con như này thôi các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là vòi chậu rửa tròn nhá. Vòi chậu rửa tròn. Vòi chậu rửa tròn em còn và chậu rửa tròn cao nhá. Giá sẽ là 230k. Em còn 5 con nữa thanh lý nốt rồi ok. Hello các bác nhá. Ở đây thì con dao chặt 1 cân này em sẽ test thử cho bác xem luôn này. Đấy, đây là cái ống thép này nhá. Ống thép thì em chặt cho bác xem. Đây các bác này. Đấy. Đây các bác thấy không? Đây. Chặt sắt không hề hấn gì luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Chặt sắt đây. Đó, các bác thấy chưa? Đây nhá. Chặt sắt 100% luôn nhá, thực tế luôn nhá. Đây. Lưỡi dao không hề hấn gì luôn các bác này. Đó. Đây. Đây các bác thấy chưa? Đây nhá. Chặt sắt đây nhá. Đó, đây. Các bác chặt xương trâu xương bò cực kỳ ok luôn. Giá sẽ là 230.000 nặng 1 cân. Hàng Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu
Murato. Chiều dài của dao thì nguyên phần lưỡi này khoảng là trên 20 cm, đấy, khoảng 23-25 cm, và tổng thể của dao thì khoảng trên 30 cm, rất dài, rất dày và rất to luôn. Bản này khoảng 12 cm, và phần dày này của nó thì vào khoảng là 5 ly nhá, dày 5 ly, nặng 1 cân. Lên cho em là dao 1 cân nhá. Dao 1 cân, giá sẽ là 230k và bao ship cho bác luôn. Đó. Lên cho em là dao 1 kg nhá, dao 1 kg. Giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bọc cỗ nhá. Đấy, bọc cỗ. Giá thì cái này thì giá đang thanh lý cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ là tốt cho cái một cái bịch bọc cỗ như này. Một bịch này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, 80-100 chiếc. Các bác dùng để bọc cỗ, bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok luôn. Từ 80 đến 100 chiếc nhá. Đấy, đây các bác này. Đó. Thì rất là đơn giản thôi. Các bác dùng để mình bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok này. Đấy, bọc thực phẩm, bọc thức ăn. Đấy, nó sẽ có cái phần dây chun giãn này các bác này, dây chun giãn như này. Đấy, các bác chụp vào cái phần thức ăn cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là bọc cỗ nhá. Con này em đang bán là 25.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20k cho một cái bịch bọc cỗ này thôi. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá. Bọc cỗ. Bọc cỗ giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Phương ơi. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái mã đai siết nhá. Một hộp này của nó là 26 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp đai siết như này. Hàng này thì nó sẽ là đây, các cái thông số của nó đây các bác này. Đấy, tổng của nó sẽ là đi 26 chiếc này, 26 chiếc đây. Các thông số kích thước của nó đây. Đấy. Thì có to, có nhỏ, có lớn, có bé, có những cái dòng phổ thông như này để cho các bác sử dụng này. Đấy, có hẳn dòng to, hẳn dòng nhỏ hẳn nhá. Đấy. Một hộp này của nó là 26 chiếc đai siết như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá, 50k. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Để xem cái hàng này là của nó là nguồn gốc là đâu các bác nhá. Đây các bác. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy. Con này thì nguồn gốc của nó là hàng của Đức nhá, hàng của Đức đây. Đấy, Germany các bác này. Đấy, Germany đây. Hàng của Đức rất chất lượng cho các bác luôn. Nó có địa chỉ, có thông tin nhà sản xuất rõ ràng. Mã tem, mã vạch đồng hàng Germany nhá. Hàng của Đức. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đai siết nhá. Đai siết. Một hộp này là 26 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 50.000. Một hộp đai siết như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đai siết này. Đó. Đai. Đai siết nhá. Đai siết giá của nó sẽ là 50k. 50k trên hộp 26 chiếc. Rất rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn rửa mặt nhá. Khăn rửa mặt. Đợt này thì về cho các bác thì giá sẽ tốt hơn một chút nữa nhá. Đó. Thì bên em bán lẻ sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá. 20.000 cho 3 chiếc như này. Còn ưu tiên bác nào lấy cả bịch nhá. Cả bịch là 10 chiếc, giá thanh lý cho các bác chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 chiếc luôn. Khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Khăn tắm Hàn Quốc. Đấy. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn này. Đấy, một bịch này của nó là 10 chiếc thì bên shop bán lẻ sẽ là 20.000 ba cái. Kích thước của nó một chiều là 30 và một chiều là 50 nhá, một chiều 30, một chiều 50. Đấy, khăn này thì các bác dùng để rửa mặt này, thấm hút mồ hôi tốt này, thấm hút nước tốt này, cực kỳ là sạch này. Đấy, và giặt phơi lên thì nó rất là nhanh khô. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 trên 3 cái nhá. Đấy. Khi các bác mua lẻ thì nó khá là đắt, 20.000 trên 3 cái. Còn nếu bác nào ưu tiên mua cả bịch, em sẽ bán cho các bác cái giá đó là 50.000. 50.000 một bịch này 10 chiếc. Đấy, 50.000 một bịch này 10 chiếc. Thì tính ra các bác mua vào chỉ có 5k một chiếc này thôi. Đấy. Thì các bác mua đây, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k này là bằng 3 cái nhá, 20.000 bằng 3 cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k nhá, 50k là bằng 10 cái luôn. 50.000 bằng 10 cái, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thuốc kiến dán nhá. Đấy đây. Thuốc này là thuốc dán nhá. Đấy. Qua lên cho em là hộp thuốc dán. Cái dòng này nó sẽ là dòng viên. Đấy, dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này thì rất là tiện này. Đấy. Thì ở đây các thuốc là dòng thuốc sinh học rất là an toàn luôn. Thuốc sinh học như này các bác cứ cho vào trong tủ quần áo này, hoặc là các cái vị trí nào ví dụ như là gầm bàn, gầm ghế, rồi tủ quần áo, tủ bếp các thứ đây. Nó là dạng thuốc sinh học như này. Đó. Thì khi mà con dán nó sẽ ngửi thấy cái hơi thuốc này là nó sẽ chết thôi nhá. Thì nó rất là tiện luôn. Hàng sinh học cực kỳ an toàn. Đây các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ an toàn với sức khỏe của con người. Đấy. Thì ở đây nó sẽ trị cho bác là kiến dán con này,
dán tổ này đấy, và tất cả các loại dán luôn 1, 2, 3, 4 này, thì phần bán của nó là số 1 trên toàn thế giới luôn nhá, số 1 trên toàn thế giới luôn đó, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan quá này đó. Lên cho em là hộp thuốc dán, giá sẽ là 50k nhá, hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán, hộp thuốc dán nhá, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này, rất nhạy các bạn, nhạy lắm, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia máy xay khô nhá. Con này công suất của nó sẽ là đây, công suất của nó sẽ là 250W điện 220V. Đấy, 250W điện 220V. Và dung tích của con này thì nó vào khoảng là đi nửa lít nhá, nửa lít. Đấy, khoảng 250 thôi. Đấy, chắc là khoảng 300-400 gì đây đây các bạn này. Đấy. Và các bác có thể dùng để xay tiêu, xay điều này, xay cà phê, xay các loại hạt thì ok. Các bác chỉ cần đậy nắp vào này cho em này. Đấy, nhấp như này là máy nó sẽ chạy này. Máy chạy tít lắm các bạn, máy chạy tít dùng rất là ngon luôn. Đây, đây các bác này, đấy, rất tiện ích luôn nhá. Xay các loại hạt này, ngũ cốc, tiêu, điều đều được hết nhá. Lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô, giá chỉ có 120.000 thôi. Máy xay khô này, máy xay khô, giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 40.000. Đợt này về cho bác cái giá chỉ còn là 30k cho một hộp xương khớp bọ cạp thôi. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này. Thì con này dùng rất là tiện ích luôn. Được chiết xuất từ các cái dòng như là bọ cạp này, rắn này, thạch trùng này, rồi rết này, rồi cóc này. Đấy, là cái dòng thuốc nam của Nhật rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình bôi. Cái dòng này thì chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau xương, đau xa, đau thắt lưng các thứ, bôi đều khỏi hết nhá. Dung tích của nó là 20g cho một lọ thuốc trị xương khớp bọ cạp của Nhật như này. Em bán có khách lấy cả 10 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 30k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho bác luôn, 30.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này thôi. Giá thanh lý cực kỳ là ưu đãi cho bác luôn. Xương khớp bọ cạp đây, nó có hình con bọ cạp như này nhá. Đó, giá sẽ là 30k trên một típ, em đang bán 40.000, thanh lý cho bác giá 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái súng như này, một cái súng như này, và bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Thì các bác cứ lắp vào là mình massage cổ, vai, gáy, rồi nói chung là bắp tay, bắp chân. Đấy, giữ lì cho em là máy lên này, có 5-6 cấp độ dung này, các bác nhấn này cho em đó. Đây, các bác xem nó massage cái bắp tay này. Đó, rất tốt được các bác. Cho bắp đùi này các bạn này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, cái bắp đùi em nó nháy lên này, các bạn thấy chưa? Đó, dùng bắp đùi được cổ, vai, gáy, rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ, linh tinh và linh tinh. Đấy, các bác dùng chỗ nào cũng được. Đấy, hai vợ chồng mua về mình dùng cho nhau, hoặc là các bác có thể tự dùng cũng ok thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 đầu dùng này, 1 đầu này, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu dùng này, kèm một cái cáp sạc nhá. Đấy, nó hình khẩu súng như này, cho nên bên em gọi luôn nó là sẽ là súng thư giãn nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này, cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn này. Đấy, gọi nó là súng thư giãn. Giá sẽ là súng thư giãn này, súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k nhá, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lô ô tô đồ chơi này. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. Giá này chỉ có 80k thôi. Các bác mua về cho trẻ em nhà mình chơi sáng tạo rất là thích luôn này. Đấy, nó sẽ là dòng tự động chạy nhá. Đấy, các bác kéo con này nó chạy này. Đó, nó chạy rất là tít luôn. Đó, kéo con này chạy rất là tít luôn các bác nhá. Thì rất là tiện này. Đây, con nó chạy. Đấy, con chạy rất là tít luôn. Rất là tiện. Thì để cho các em nó thỏa sức chơi sáng tạo này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. 30 chiếc. 80.000 cho 30 chiếc ô tô này, mua về rắc khắp nhà luôn. Tha hồ thoải mái chơi sáng tạo, tránh xa điện thoại, máy tính bảng, rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ô tô đồ chơi nhá, ô tô đồ chơi. Giá sẽ là 80k. Đó. Lên cho em là hộp ô tô này. Hộp ô tô giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một hộp ô tô như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn, để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy, mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này, 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này, đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bác này, hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây em sẽ bóc qua cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác nhá. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái, nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây này, con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy. Đai đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp rem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp rem cơ. Đấy, bằng thép, và hai là kẹp rem điện tử. Con kẹp rem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp rem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp rem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp rem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp rem điện tử nhá, kẹp rem điện tử này. Kẹp rem này. Điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp rem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp rem bằng cơ đây.
Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 sen nhá. Đây, 15 sen này các bạn này. Đó, 15 sen. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì nhá. Thép trắng không gì. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp rem bằng cơ nhá, thước kẹp rem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp rem cơ này. Kẹp rem cơ bao nhiêu đấy? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp rem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm, giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp rem đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy nó màu vàng như này. Và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ. Giá sẽ là chổi đánh rỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh rỉ này, đấy. Chổi đánh rỉ, chuyên đánh rỉ sét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh rỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh rỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh rỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh gì 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này, thì cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh gì sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng này là xi măng xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên xem là chổi cọ gì nhá. Đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên xem là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là các bác lên xem là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy, thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá. Lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen, nên em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc.
các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này, đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn. Hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn, kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy, găng tay này, đấy, găng tay thức ăn. Giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá. Từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô. Đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 3 các bác này. Bình 3. Đó, bình 3. Đây, một cái bộ bình 3 như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là ba cái cốc nữa. Cho nên là bên em gọi nó là bình 3 nhá. Đấy, kèm cho các bác là ba cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng, tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500 ml các bác nhá, 500 ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất là tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho một cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly cho nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá. 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Ném cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá, bỏ ngăn đông tủ lạnh. Sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc hàng thuốc nội địa của Nhật nhá, hàng thuốc nội địa của Nhật thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy. Dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá đây, dầu xay xe, giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Thôi, những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy. Da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này
thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá, giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, các bác lên cho em là nấm phụ khoa nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này, hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em. Dùng rất là tốt luôn. Đấy. Hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn đây các bác này. Một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này, 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em, cái này em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây. Cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25k cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2, cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa, dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000, 25.000 cho một típ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy. Thì các bác nào bị trĩ nội, trĩ ngoại này, co bối trĩ, xa bối trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bối trĩ, xa bối trĩ này, trĩ nội, trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi.
Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này, đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhé. 100k cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này. Một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhé. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ. 1, 2, 3, 4, 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhé. 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhé. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác. Thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhé. Và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy. 100k các bác nhé. 100.000. 100.000 cho một lọ thuốc như này. Một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhé. Thuốc đau dạ dày. Giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhé. 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là gọi là thuốc nhỏ mắt hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, N, A và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Để các bác chuyên dùng gọi là, chuyên dùng cho em. Gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy, đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá, nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kìm xanh nhá. Kìm xanh thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này, đấy, hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi. Đó. 20k các bác nhá, 20k. Đấy, các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn các bác này. Đấy, cắt linh kiện cho em. Rất là ok luôn nhá. Cắt linh kiện này, hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được. Cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20k cho một cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này. Kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá. Đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này. Tính ra vào có 10.000 một đôi đấy các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi. Dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy. Dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn, sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên theo là đũa sứ một vỉ là 5 đôi. Giá sẽ là 50k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng nhá, tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây.
hàng thương hiệu Sony này. Đây, các bác lên trên là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy, hàng này thì nó là hàng Sony này. Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này. Đây, quà tặng này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá. Đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy, hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn con này. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy, 16, 18, 24 nhá. Đấy, khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy, các bác này, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi, 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá, rất là dày dẫn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá, 16 sen. Đó, rất dày dẫn chắc chắn và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony, giá thì có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc. Và con này là dài là 25 sen, 25 sen các bạn. Đấy, đây. 25 sen. Và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? 25.000. Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25k trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này. Nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đây, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này. Đấy, đưa vào mình thắt vào này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao, làm bì hoặc là nhà các bác đi cấy, đi gặt này, dùng cái này nó rất là tiện các bác nhá. Đi cấy, gọi là đi gặt đấy. Đi gặt mình có buộc bao thóc này. Một hộp này của nó là 180 cái này. 180 cái cho một bịch như này. Thì các bác dùng để mình buộc bao thóc, bao lúa nó rất là tiện. Đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy, như em thắt phát này là xong này. Các bác thắt bao thóc, bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn. Xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ, làm nghề, làm cây, làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25k cho một bịch như này. 25k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là dây dài 25 sen và dây dài 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Giá tiền bằng nhau các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá, một cái khay đựng nước này và một cái khay che như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này. Và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này. Chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là thích này, nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy, một chuyên này. Và có cho các bác là một cái hũ đựng chè, nắp bằng vải này rất là tiện ích luôn, một hũ đựng chè này. Và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy, combo cho các bác. Đấy, đựng trong một cái túi như này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhá, 5 lần pha chè. Đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này. Đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này. Bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gắp này và một khay đựng nước này, rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này. Đó.
ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k nhá. 140k thì cái bộ ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130k một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn. Và hàng của Đức đây, made in Germany vào đây. Đó, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó, test thử dọc cái giấy này xem này các bác này. Đấy, cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy, dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi, rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức 130.000 cho một con dao Thái Đức như này. 130k một em dao Thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao Thái Lỗ 120.000. Đây, 120.000 cho con dao Thái Lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi. Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao Thái Lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó, Thái Lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30cm, bản của dao thì khoảng 5cm. Hàng made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy, con này các bác dùng để thái rau này, rồi thái thịt này rất là ok luôn. Dao thì siêu bén luôn, đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000, lên cho em là dao Thái Lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao Thái Lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng con này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn con này. Đấy, giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó, pha của nó rất là giỏi luôn đây con này. Đây, đấy các bác nhìn cái pha của nó chưa, rất là giỏi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là giỏi luôn. Đó, và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn, điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy, thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ, hoặc là dùng soi chim soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhá. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng made in Japan này. Đấy, dọi xa từ 600 đến 1000 mét này, có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn còi hú này. Đấy, có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đấy, một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180k nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin này, cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá. Có còi hú nhá, có còi hú. Giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone. Tai nghe iPhone không dây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này, để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này. Đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá, hàng sản xuất ở Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy? Tai nghe iPhone 150.000 nhá, tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn, các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá. Bốn cái lót tai này các bác này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone. Tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây. Giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25.000 một bịch và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này, hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy.
thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần mới hết nhá. Các vết dầu, vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong, trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra từng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này, tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn, thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn, thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này, sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng, rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện, thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy. Một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que, và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy. Lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác hàn nhiệt thế hệ. Giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa kỹ 5C, hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp em là que hàn nhiệt các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này nên em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ra đây cho anh. Cái máy chà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá. Bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Các thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Đấy, đây. Em rung tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh, và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, rồi bắp tay, bắp chân, rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp, dùng để mình massage bắp tay, bắp chân, lưng, vai, cổ, các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À, 15.000 trong cái dây phơi như này thôi nhá. 15k trong cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây thì nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá. Dây phơi giá sẽ là 15.000. Nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này. Đây, dây phơi giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá. Chiều dài của nó là 5m.
5m. Các bác cứ giả ra, sau đó thì mình trăng lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này, bằng cao su non. Và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá. Dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm đúng không này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí. Và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy, thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy, cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này, rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên trên. Rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho bọn em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu gội đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này. Dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450ml, gần nửa lít luôn, 80k, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Và bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn, và đầu thì đánh nhám chống dính chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này, bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy. Đây, có quai đeo như này nhá, có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 con này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 trong chiếc như này. 35.000 trong chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, Su304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k. 80k cho một em phễu inox như này. 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi, ok.